Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, lễ phát động cuộc dân động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại kết hợp ngày chạy Olympic tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2022 đồng loạt tại các xã thị trấn, trong đó chọn thị trấn Phong Điền làm điểm chỉ đạo của huyện. Còn các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức trong tháng 3 năm 2022 mỗi xã thị trấn quy động số dân cư sống trên địa bàn tham gia chạy với số lượng theo quy định nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao, ngày Bác Hồ viết bài thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 1946, 27 tháng 3 2022.